Chào tất cả các bạn nhé. Khi set up những bể cá thì chắc là đa số mọi người đều thích làm những cái bể cá thủy sinh trồng cây thật như này hoặc như này thì nhìn nó rất là đẹp và sinh động. Tuy nhiên thì để trồng và chăm sóc những dòng cây thủy sinh như này thì đòi hỏi những cái rất là tỉ mỉ và vất vả ấy. Chúng ta cần phải có đèn này, một số dòng cây thì cần phải có CO2 nữa, chăm sóc khá là phức tạp, cần phân nền nữa. Thì với những cái bạn mà chưa có, tức là không có cái điều kiện chăm sóc ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái giải pháp là dùng cây nhựa nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái sản phẩm cây nhựa trang trí bể cá thủy sinh ở bên shop mình cung cấp nhé, các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là dòng cây nhựa mini, đây là những cây nhựa mini các bạn nhé. Cây này khá là nhỏ, giá rất là rẻ, 4-5 nghìn một cây, dành cho những cái bể nhỏ hoặc là các bạn tạo điểm nhấn trong những cái bể to thì cũng được. Đó, cây nhựa mini khá nhiều màu khác nhau nhé. Đây mình để một số màu này thôi. Tiếp theo là những cái cây đế tròn các bạn nhé. Cây đế tròn, cây nhựa đế tròn, cái này có màu xanh nữa cơ. Đây mình có cái màu tím. Cái này thì cái đế của nó bằng sứ các bạn ạ, sứ chìm. Nhìn lá khá là, nhìn lá khá là đẹp, tuy nhiên cái lá này khá là cứng ấy, khá là cứng này, cá nó không luồn lách được, ta cho ít thôi. Tiếp theo là cây nhựa đế ba nhánh các bạn nhé. Cái đế ba nhánh này bên mình có một số mẫu cả. Đây mình để hai mẫu giới thiệu rồi thôi. Đây là mẫu cây nhựa đế ba nhánh. Những cây nhựa này thì cái nhựa này nó không có mùi các bạn ạ. Cái nhựa bể cá này mình đã thử là nó không có mùi, và để các bạn để lâu trong nước thì nó không ra màu đâu, nên là dùng khá là ok. Đấy, màu sắc thì đẹp, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì là nó cứng ấy, cá nó không luồn lách qua đây được, nên là nếu để trong bể các bạn để ít thôi. Đó, cây nhựa đế vừa, cây nhựa đế ba nhánh. Tiếp theo giới thiệu các bạn đó là mẫu hoa sen. Mẫu hoa sen, hoa sen mẫu này khá đẹp, giá nó cũng mềm, giá khá là rẻ các bạn. Tất cả những cái dòng cây nhựa bể cá này thì để trong bể nó đều chìm nhé các bạn nhé, để trong bể nó đều chìm hết. Nhìn khá đẹp, màu lên rất là đẹp. Đây, mẫu hoa sen. Tiếp đến là mẫu rong đuôi trồn các bạn. Cái mẫu này dành cho những cái bể cỡ to và cao. Đó, rong đuôi trồn. Cái này khoảng 40 nghìn. Rong đuôi trồn, các bạn nhìn lá này. Đó, nhìn khá là tinh xảo. Dòng cây nhựa. Một mẫu đế dài. Một cây nhựa đế dài. Cái này tạo nền các bạn ạ. Nó dành cho việc tạo đáy, tạo nền. Cây nhựa đế dài. Một mẫu bonsai uốn. Bonsai uốn. Mẫu bonsai này nhìn cũng khá đẹp, dành cho những cái bể cỡ vừa. Mẫu bonsai 38 các bạn nhé. Đây là mẫu bonsai 38, dành cho những bể cỡ to. Mẫu này khoảng 60 nghìn. Bể cỡ to. Một mẫu cây dừa. Mẫu cây dừa này thì dành cho những bể cỡ vừa và nhỏ cũng được.
khá đẹp, 5 nhánh. Mẫu giống lũa. Mẫu này thì nó khá là thưa, các bạn để trong bể cỡ vừa và nhỏ. Giống lũa. Hai mẫu cầu rêu các bạn nhé. Mẫu cầu rêu. Cầu này nhìn rất là đẹp. Để trong bể nó giống một cái đám cầu cầu rêu thì cũng khá là ok. Có hai kích thước to nhỏ nha các bạn nhé. Hai loại kích thước to nhỏ. Với thảm trải nền thì mình có loại dòng thảm nền như này nhé. Cái thảm trải nền như này nhìn khá thay thế những cái nền thật như này. Người ta dùng thảm trải nền. Nhìn được. Cái dòng cây nhựa to nhất kích thước bên mình đó là dòng bonsai. Dòng giống bonsai như này dành cho những bể to. Khá là đẹp. Có một mẫu cũng khá đẹp, đó là mẫu cầu vồng các bạn nhé. Mẫu cầu vồng thì các bạn tạo ra hình uốn như này. Uốn nhìn rất đẹp. Có một mẫu các bạn để tham khảo nữa, đó là mẫu đế giả gỗ nhé. Đế giả gỗ này dành cho những cái bể cỡ vừa. Đó. Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn là một số cái mẫu cây nhựa ở bên mình. Nói chung là đây là những cái bể, những cái chùm cây nhựa dành cho những cái bạn mà mới chơi hoặc là ít có thời gian chăm sóc cá cảnh nhé. Nó rất đẹp và bền. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái nhược điểm, như là cây thì cứng, không tự nhiên, cá không luồn lách qua được. Rồi để lâu thì rêu nó bám lên thì chúng ta cũng phải vệ sinh thôi. Dòng cây nhựa này các bạn dùng thì yên tâm nhé, nó không ra màu cũng như không có mùi, nó không ảnh hưởng sức khỏe của cá. Tất cả các sản phẩm thì mình có bán trực tiếp tại shop hoặc là bán online trên Shopee và Lazada nhé. Có thắc mắc gì các bạn có thể để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.